Trong chúng ta, ai cũng biết marketing online đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống hiện tại cũng như trong công việc kinh doanh. Nhưng câu hỏi ở đây là vì sao các doanh nghiệp lại cần marketing online? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này, Tân sẽ đưa ra các con số để cho bạn hiểu là vì sao các doanh nghiệp lại cần đến marketing online. Ok, đầu tiên đó chính là 69% người dùng có xu hướng thích sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu những doanh nghiệp này sở hữu các kênh social media với các thông tin rõ ràng, mạch lạc, đó là thông số đầu tiên. Thông số 2 là 72% người dùng tin vào các đánh giá sản phẩm online nhiều hơn các lời nói giới thiệu hay đánh giá từ người thật. Tiếp nữa, 82% chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết nguồn thu chủ yếu của họ nằm ở referral, các đối tượng khách hàng từ internet. Đó là những con số đầu tiên để cho các bạn thấy được là cái câu chuyện là vì sao doanh nghiệp cần marketing online. Những con số tiếp theo, 61% người dùng internet trên toàn cầu tìm hiểu sản phẩm của họ thông qua online. Tiếp nữa là 93.3% website của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không tương thích với hệ điều hành của điện thoại di động cũng như không hoạt động trên các điện thoại thông minh khác. Tiếp nữa là 49% các website không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về thói quen người dùng và 50% doanh số bán hàng hao hụt vì khách hàng không xem được nội dung. Thế nhưng chỉ 15% doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý định xây dựng trang web tích hợp với nhiều ứng dụng thiết bị di động. Đó là những con số để cho các bạn thấy là vì sao doanh nghiệp cần đến marketing online. Và trên đây là Tân vừa chia sẻ cho các bạn nội dung liên quan tới là lý do doanh nghiệp SME, đặc biệt là doanh nghiệp vừa nhỏ SME cần đến marketing online. Và hãy like video nếu nó mang lại giá trị cho bạn.
Cùng với đó bấm subscribe, đăng ký kênh và để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.